Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 25 tháng 6 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có quyết định công nhận làng nghề sản xuất miến đao Ngòi Đong, thôn 6, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Đây là một mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của nghề sản xuất miến đao làng Ngòi Đong nói riêng và xã Giới Phiên nói chung, mở ra một hướng phát triển mới phù hợp với tình hình hiện nay, mở ra cơ hội mới trong việc gìn giữ phát triển một nghề truyền thống đã từng gắn bó với người dân địa phương hơn 4 thập kỷ qua. Vào những năm 60-70 của thế kỷ trước, nghề làm miến đao bắt đầu được du nhập về xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Miến đao ở đây có sợi nhỏ, hơi ngả màu xám trong, có độ dai, giòn vừa đủ mà không cần tới sự phụ trợ của bất kỳ loại phụ gia, hóa chất nào. Để làm ra những sợi miến Giới Phiên sạch, an toàn, người làm miến luôn lựa chọn nguồn nguyên liệu chuẩn và khâu sản xuất, chế biến miến thành phẩm phải đảm bảo vệ sinh. Ở khâu nguyên liệu, bà con đến tận những cơ sở cung cấp bột đao để khảo sát, kiểm tra chất lượng và chỉ thu mua tại cửa hàng, đại lý có giấy phép kinh doanh tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và từ những hộ dân ở dọc sông Hồng thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái. Bột đao rong giềng được sử dụng nguyên chất, không pha trộn, đó cũng là lý do mà miến ở đây có màu xám tự nhiên đặc trưng. Làm một sợi miến vừa đẹp, vừa dai, vừa giòn mà để đảm bảo chất lượng cho đến người tiêu dùng thì thứ nhất là phải chuẩn bị cái khâu bột, nguyên liệu bột tốt, cái thứ hai là toàn bộ cái hệ thống làm là phải sạch sẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm. Nguyên liệu bột thì thường thường là bọn tôi nhập là từ vùng Điện Biên, Sơn La với Kinh Mông. Thì đều chọn những cơ sở tốt, hai nữa là đều được có sự chứng nhận, lấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm của các lò bột, của các cơ sở mà khi mình lấy bột. Thì nhà mình thì giếng vừa giếng khoan khơi thì cứ phải nhiều nước, mình cứ đánh sạch là bột sạch là nắng lên mình làm là cứ thời tiết mà nắng đẹp là miến sẽ bóng hơn, nó sợi miến nhỏ hơn. Còn trời mưa, trời dầm thì là sợi miến nó không được khô ngay thì nó vẫn sợi miến nó vẫn to. Nói chung là một năm đến nhà em 3 lần. Vừa an toàn thực phẩm bọn em đến kiểm tra này, bọn em phải đi học này. Mỗi năm học, hai vợ chồng đi học 1 lần này, khám sức khỏe này. Đấy, mới lại thử mẫu nước mẫu miến là mỗi năm thử 1 lần này. Đầy đủ hết, nói chung là giấy tờ em là có đầy đủ, không thiếu cái gì. Từ khi có chủ trương và chính sách hỗ trợ nghề sản xuất miến đao, đặc biệt là việc cơ giới hóa, đưa máy ép miến vào sản xuất, đã giải phóng được một phần sức lao động của dân, nâng cao năng suất chế biến, việc sản xuất miến đao được đẩy mạnh. Đây là việc làm phù hợp với lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều người trong lúc khó khăn bỏ nghề nay đã quay trở lại với nghề làm miến, vì vậy mà các hộ làm miến đang dần tăng lên tại xã Giới Phiên. Hoạt động sản xuất và tiêu thụ miến đao đã thu được kết quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Miến Giới Phiên thì nó có thương hiệu từ đời rất lâu rồi. Thế từ cho nên là người ta cho làng Giới Phiên người ta làm miến thì người ta chọn cái nguồn liệu bột rất chi là cầu kỳ. Hai nữa là cái mặt bằng phơi của ta là người ta chọn những cái nơi mà không bụi sạn, hai nữa sạch sẽ người ta mới làm. Thế hai nữa là cái miến của Giới Phiên thì là nó có cái nguồn gốc lâu lắm rồi. Thì bây giờ thì mới được chính quyền rồi các cơ quan đoàn thể quan tâm thì mới thành lập hợp tác xã miến đao Giới Phiên được cấp hiệu thương hiệu quốc gia. Hiện nay là do chỗ anh Toàn là anh làm chủ nhiệm hợp tác xã thì toàn bộ sản phẩm của chúng tôi, những người trong hợp tác xã mà làm ra bán thì được hợp tác xã là thu mua toàn bộ về đóng gói và bán ra thị trường. Hiện tại miến đao Giới Phiên đã có mặt trên thị trường Lào Cai và tỉnh Lào Cai và ở Tuyên Quang, ở Bixi dưới Hà Nội và ở dưới Hải Phòng, Vĩnh Phúc. Nói chung là chúng tôi theo các cái hệ thống kênh phân phối cũng tương đối ở các tỉnh Hà Phổ, ở các tỉnh phía Bắc là cũng tương đối tốt. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng đang muốn mở thêm một cái thị trường siêu thị nữa. Thì trong khoảng tháng 10 thì chúng tôi sẽ cố gắng đưa vào cái siêu thị Cóc Mắc nữa. Cái chương trình của làng nghề thì Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cũng là một cái đề tài và được năm 2016 đã cấp được cái nhãn hiệu miến đao Giới Phiên cho hợp tác xã. Và cái nhãn hiệu này là nhãn hiệu tập thể cho các hộ dân được cùng sử dụng. Thì chúng tôi cũng đã trong cái quá trình làm việc thì chúng tôi cũng đã cố gắng làm sao để đảm bảo cái chất lượng và duy trì cái chất lượng và càng ngày càng tốt lên để làm sao cho cái thương hiệu của làng nghề ngày càng vững chắc hơn. Thời gian qua, cùng với sự quan tâm của chính quyền cũng như bản thân tự vươn lên trong sản xuất, nhờ đó mà nhiều gia đình đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định. Hiện tổng số hộ thành viên hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đao Giới Phiên là 10 hộ với 30 lao động sản xuất kinh doanh, mỗi năm cung ứng ra ngoài thị trường được 30 tấn miến, đóng gói đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến nay, miến đao Giới Phiên đã có mặt tại các siêu thị lớn như Big C, Sài Gòn Coop, v.v. Việc giữ gìn, phát triển làng nghề truyền thống đã từng gắn bó với người dân địa phương là một hướng đi phát triển phù hợp với tình hình xây dựng, phát triển nông thôn mới ở Giới Phiên.